Xin chào tất cả anh em, con xin chào tất cả các chú nha. Thì hôm nay bình nó dài nữa nè, được 9 con, được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lần 3 thì nó được 21, được 24, 21 bình thôi nha. Còn cái hệ mà 6 con nè, 6 con thì được 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 5, được có 10 bình nè. Đó. Thì không con thì được 30-40 bình đó, không con thì em không có để số trên đây nha. Đó thì giá đợt này thì em bán rẻ lại cho nên em không bao sale nha. Thì cái này em để cái này là 9 con nè, 9 con thì em bán là 150 đó. Còn anh em mà nhận được 7 con thì nó sẽ là cái hệ bao quanh 7, thì nó bên này bao quanh 2, hệ này bao quanh 2 nè. Hệ 3 quanh 2 thì nó sẽ tương đương là 9 von nha. Cũng như gỡ tầm 7 von đó, thì nó cũng sẽ tương đương với 9 von. Cho nên anh em đừng có thắc mắc. Tại vì 3 von thì nó có, nếu mà cái hệ 3 von 3 thì mình 2 sale thì nó là 6 von 6. Còn mà nó không có vượt 7 von. Nếu mà 7 von thì nó chia là 3 thì nó 2 von mấy con tép đó. Nó thì đợt này em bán thì không có bao. Nó 100 hệ 9 von này nè là 150. Còn hệ mà 6 von nè, 6 von thì nó là 120. 4 von thì nó sẽ tương đương là 6 von, tại vì nó sống là 2 tép. Tại vì một sale nó 3 quanh 3, 2 sale thì nó 6 quanh mấy. Thì một sale thì nó không có vượt mức là được là 4 von được. Nó thành ra thì 4 von thì nó sẽ được 2 tép. Tép 4 tép 2 von, 2 von là 4 von. Đó. Thì 6 von tới 4 von là 120 nè. 7 von tới 9 von này là 150. Còn mà không có von á, không có von này á thì nó là 100. Đó. Sẽ là 100k. Đó, rồi em sẽ ghép cái clip trước em tháo ra cho anh em với các chú xem. Rồi để xe thử luôn nha. Đó, giá em rồi mở ra cho anh em với các chú xem. Đó, thì gỡ ra anh em các chú dùng cái dao gọt giấy mình nhìn nè, phong. Mình chọt vô trong đây nè, chọt vô khe nè, nhớ để ý mình cầm đừng cho cái tay nó xuôi theo như vậy nè, lỡ chọt chợt cái thì nó không sao. Đó, mình đưa vô khe nè, thấy không? Rồi mình lằn này. Nó nhớ tay đừng cầm gì nha, cầm gì tay nó trượt cái là nguy hiểm lắm. Nó mình cầm ngược chiều lại. Mình xeo đi. Xeo đưa vô cho nó sát vô như vậy nè. Xeo 4 góc. Nói chung có nhiều cái bình nó keo ít á, thì nó gỡ nó dễ hơn chút, nó không có bị hư. Còn nhiều cái bình mà nó keo nhiều đó, mình chịu khó mình làm chậm chút cho nó đẹp. Làm 4 góc luôn. Nó đôi khi nó trượt vậy đó, mình tay mình cẩn thận chút, đừng nó đưa ra cùng xuôi chiều nó. Làm 4 góc. Nó lại nha.
con cục. Đó, cái xong bắt đầu mình mới gõ mấy cái góc này nè, góc này mình nại không được, gõ nhẹ nhẹ nó. Nó gõ nhẹ 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 thôi ngàn gõ, đừng có gõ mạnh quá ngàn, gõ mạnh quá nó bị hở mạch mà nó hư mạch đó. Nó rồi nó lên vậy đó, đâu từ từ mình nại nó lên. Tại vì nó dán keo, nó dán keo tới hai lớp nè, nó lớp trong với lớp ngoài nè, nó. Cái này là hại, này hại 4 pin nè. Đó. Này pin này còn đẹp nè, mà đo cái này chắc còn sống hết luôn, loại 9 pin. Nói chung cũng hên xui thôi. Hên xui thôi thì em bán không có bao, loại này pin nó còn sống hết luôn nè. Đó thì em chỉ cho anh em sơ vậy nè nha. Nó dễ làm. Mình làm sao á, mình chừa lại cho cái miếng đồng này lại nè. Là mình tận dụng có cái này bằng mình bắt ốc luôn, mình bắt ốc cho nó tải cho nó mạnh, nó chừa là miếng này luôn, mình đóng pin đó mình chừa hai miếng lại nè, miếng đồng này nè, mình hàng bằng hàng chì lại đó, rồi đầu mình mới chừa tận dụng cái lỗ này là mình hàng, mình bắt ốc, mình đừng có hàng nó không có đẹp mà nó tải không có mạnh bằng cái bắt ốc này đó. Những cái mạch của nó nè, thấy không, đó mạch nó ok chưa, mạch 5 phép nè, có quản lý, sơ quản lý nè, đồ còn rất là xịn luôn. Thì không có bao anh em, anh em muốn lấy cái nào đó thì lấy, không bao là pin nó có von thì sống được viên nào mình lấy viên đó, còn không thì thôi, tại vì giá con này đợt này quá rẻ, cái này chết thẳng nè, chết thẳng là 100, còn 6 von này còn mấy cái nha, có mấy cái à, 6 von này 120, còn 9 von này là 150, nó 150, còn được mấy cái thôi. Ví dụ như 9V có 7V 2 cái nè, nó cũng thuộc về 3 tép mà. Đó thì hên xui thôi. Gỡ vỏ thì gỡ đi gan như em chỉ vậy đó. Đó anh em nhớ nha, nhớ gỡ cái miếng đồng này mình lấy cây kìm mình nại cái miếng chì này là miếng kẽm lên nè. Này mình đâu còn đóng là được. Anh em muốn đóng hàng nha, nhưng mà hàng thì đẹp tại vì nó thiết kế rất là hay luôn, phải không? Nó chơi bằng đồng luôn đó, tại vì cái đồ này là đồ xịn mà. Anh em coi thông tin thì sẽ hiểu thôi. Đây thông tin nè, thấy không, MB nè, ngân hàng quân đội nè, ngân hàng quân đội nó được bảo trợ nè, còn được bảo hiểm nữa nè, thấy không, đó thêm bảo hành nè, sản phẩm chất lượng nè, hàng này là hàng của Vision God nè, xanh quá hành tinh nè, đó hàng chất lượng chứ không phải thật. Nói cái vỏ này không, mình mua cái vỏ dỏm ở ngoài nó bán 45-50 ngàn rồi đó, rồi tận dụng cái mạch này được 150 rồi đó. Nói cái mạch này không, lấy mạch này không, rồi nói chung là đủ tiền đó, nói chung là đủ tiền cái mạch đó. Còn pin thì mình sống được viên nào mình lấy viên đó. Rồi cảm ơn anh em nha, để em quay cái đề xe, đề thử xe mô tô cho anh em xem nha. Thì anh em còn hỏi là đề xe này được không hay đề xe kia được không, thì cái xe mô tô nó bằng Kino à, nhìn cái đầu máy đó là mình biết, so sánh là không có xe nào, nó không có xe mình thường, xe máy gắn máy của mình nó nhỏ không à. Đây thì vô tư này, xe
mua chờ xe quay xe game này kia thì khỏi nói, tại cái lốc máy nó nhỏ, con phụ đề nó cũng nhỏ nữa, thành ra đề vô tư thoải mái, nó hắt thì cũng bình thường thôi. Rồi em quay cái đề xe cho anh em xem nha. Cảm ơn anh em nha, anh em nào ủng hộ thì điện số điện thoại màn hình giùm em nha.